đường nào ta? Trúng cái ổ cá các bạn. Ô, trời ơi, cá gô lên đó làng bên hoàng nhiều lắm luôn á, cá bự không trời. Hồi nãy ở dưới cái góc này như có hang. Trời ơi, trời bắt lần một hốt lần nắm trời. Vậy nãy tôi nói cả 5 kg rồi. Khỏe luôn. Ông hốt lần 5 6 con kìa. Cá gô á. Kìa còn đống nữa kìa, ông hốt coi cho coi nè. Bữa nay tới anh Phong lên clip là gì không nè các bạn. Quanh anh Hoàng cũng dữ dằn luôn đó. Đây bây giờ mấy anh em sẽ qua đây bắt cái cánh bên này một chút các bạn ơi. Gâu kìa, thấy không? Trước mặt nó thấy không? Chùm gâu đó. Có gâu vẫn trên ta có gâu. Ruộng này mà bắt cũng biết chừng nào mà hết cá. Dị hoài đó. Đục chè vàng rồi ha. Ừ. Cặp ốc luôn đó. Này nổi ba cái ốc này không ăn cũng mệt. Hả? Để ốc nái lại hả? Không. Để thao tới. Ừ. Cắm đầu. Nhà cái đứa này chơi gì mít không? Ốc đốc nái. Bên anh Hoàng vài bữa bắt ốc mới giữ nữa nè. Đi lụm đã luôn. Còn giờ nó nhóc luôn đó không à. Cò lên đậu làng cho nó chứ. Nằm bên hậu cần nữa. Cái vàng các bạn ơi. Chán về chán. Đó. Hồi nãy. Con ốc dưới đít kìa. Ủa giỏ hả? Hết hồn. À, lăn lứt trong này luôn trời. Ê, tiếp tục chơi vàng các bạn ơi. Bèn. Bắt cá chơi lên vuốt cái mới vuốt cái. Vuốt mới biết chơi vàng chứ. Cá gì cũng thấy mà có lâu dữ rồi, không thấy cá chơi vàng. Ừ. Mới thấy cá chơi vàng lâu dữ rồi. Ở đây đặc biệt ha. Kiếm chơi trắng không có nè. Thấy chơi vàng không luôn. Ha. Đây cá gì đây? Gô. Hai cá gô luôn. Đó. Nhạc. Nhạc. Có điệu nữa à. Gì mít, gì mít. Hùng nữa trời. Gô. Trăng về. Cá phi đó anh Hoàng. Ồ, bắt túi tại. Bọng chích nhẹ nhẹ nha, cho nó đội lên luôn nha. Cái bọng là phải để cái thao trên á, ngồi dưới chích một cái rồi nó rớt. Đù mẹ, phải nãy lấy cái gỗ ngon quá. Ngay cả ổ luôn các bạn. Bên kia một đống luôn kìa. Nó chạy qua đây. Chích bản nó chạy qua đây nè. Quá trời. Này, không bọng quá trời. Ồ, ông hốt cá kìa. Hốt cá. Bên đó còn dữ nữa kìa. Chích tới cá gô bay lên đây luôn các bạn.
Cái mẹ nó dốc quá. Bắt cá trong ống bọng rồi cái kết. Đây sợ. Lấy cây cào lúa cào ra. Cái đường nước đó cũng dữ lắm. Thấy không? Làm lúc ở trong đi. Hút cá kìa. Ở trong ống bọng quá trời. Đó, đâu ống bọng này quá trời cá các bạn. Trời ơi nãy giờ. Đóng. Đây ta mở nước bên kia cái là cá nó vô các bạn. Thì lo cái bọng nổ hết dụng mọi người tôi chân ống chui vô đó luôn. Rút ra nữa đẩy đi cho nó ra nhiều nước đẩy đi nữa nó ra nhiều đẩy nhiều cá nó mới đi được. Có cá nhiều. Cá vô rồi, cá vô rồi. Rồi 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 hết rồi đó. Hết rồi. Lên đi Nhật, lật cái gỗ lên Nhật. Nó lật cũng không nổi. Hết rồi. Hết rồi, nó điên phát đầu rồi. Thế không chạy. Trời ơi, cái một nhiêu đó. Cái một nhiêu đó. Đây, thao. Kìa, yeah, cái chạch kè lửa ra cái đây. Quên nè. Đâu có sỉ bự nữa ta. Hết luôn đi. Hết luôn đi, còn chút xíu à. Cái gô lóc mày. Cái gô lóc vậy chạch. Đây tiếp tục phần cá nữa các bạn ơi. Rồi. Con cá phi trước mặt anh Hoàng á. Một cái chè bự dữ ha. Này dữ dữ lắm à. Chích cái là nó trôi xuống luôn à. Đâu? Tôi gậy. Cái lóc. Đây các bạn coi. Đâu rồi, dạ, đâu rồi. Kìa, ông đem qua. Kìa. Mắc cái quần này. Có dạ kìa. Trong mấy cái mé này nè, cá mà dữ nè. Kìa cái dạ kìa. Ôi vô nữa. Phái, tư rồi, phái rồi, thấy cá bự phái rồi. Ừ, ok. Ủa, đâu hết rồi, chút chút rồi. Bà ảnh coi, nó lên cảnh, nó bắt bà ảnh. Này, bà ảnh đang móc cái móng bọng này các bạn. Bự không? Cá bự không anh Hoàng? Bự không? Cá vừa nhỏ hơn cá nãy. Còn không? Ủa. Móng bọng cá lóc nó vô các bạn ơi. Đâu? Móc gà này chứ sao à. Đâu rồi, em thấm nó rồi. Trời ơi. Đấy, vô cá khủng các bạn ơi. Cao lên, cao đứng lên, đứng lên. Ôi ôi, tới luôn. Khủng nghe. Đây đây, nhiêu đây rồi nè. Mới coi chích dịch sòng khúc. Cãi cho nó xuống luôn đi. Cái bự đó. Lên lượm liền chạy. Cái hết đường đi rồi. Nhờ không xuống hả? Trời ơi kìa nè. Bự trà bá trong đó luôn đó. Dưới đó đó. Cái ai xanh á, lưới xanh á. Tới chút nữa. Mò mò dưới. Nhật bắt đã luôn rồi, nó chừng cái đầu mới con. Vô.
ta tấn sao đừng cho bò lại nha, không ơi, không thắng mò mò tới. Quá. Bò. Ở đây hai người không bò gì. Mấy cá phi báo. Sợ nó chết luôn. Kêu không nổi luôn. Những cá bóng tượng gì đó vậy ta? Kìa. To. Cái hàng này cũng có nhóc luôn nè. Bò qua luôn quá. Cái hàng này có nè, con cá trê. Trong đó nãy có con cá trê đó nghe anh Tư. Con cá trê nãy. Con cá đó bị chém banh cái đuôi rồi. Cá đang được hút đầu không? Gì? Cá phóng gà. Dạ, cá phóng gà dập mồi luôn. Hừ cái mỏ rồi. Cũng minh giò luôn trời. Ủa, nó không bao tay sao? Ông Tùng ổng không đeo bao tay kìa. Ồ, nghe ăn cái đít nhỏ. Sẽ gặp bác sĩ rồi. Nhưng gấu gấu qua qua nó kêu sao không, nó kêu chú Tăng ơi, chú Tăng cắt cái hút mà không bị con cá chốt nó chích vô đít. Cười chết. Hôm qua ghé ghé đằng đằng ông kiểm đó như cắt rồi vậy ta rồi có thấy mà có cục lồi nó lên không à, nó cười ha. Chích chai nữa cho chai qua cái nữa cho nó đây nè, con cái con bự nè. Quá trời cái sòng, quá trời cá các bạn ơi. Cá trong cái sòng cỡ này. Đủ kiểu. Đây, này là bắt cá trong sòng bơm nè các bạn. Cái bắt biết. Rồi mày thấy cái chốt qua bánh đây mình chuyện. Đấy, ông chuyện. Rồi, kìa, ngay chân cái chỗ đó này lúc đó. Ừ. Đó, gọi chạy nó. Ơ, gọi chạy bánh. Được không? Phi. Cái gì mới lết rồi mẹ nhỉ? Trời ơi trời, hai ba con rồi. Nhẹ nhẹ thôi. Sao bắt bỏ gì không luôn thôi. Đó còn cái gì ghê. Bác sĩ ra. Ờ. Bự không? Ừ, được, nó lên trên đó nhiều dữ ta. Chết tập 2. Thao nữa rồi. Rồi lôi vô đi để hồi lôi không nổi. Chưa mà. Nữa thao rồi. Có không Tùng? Hả? Có không? Còn á, làm cho nó nhiều. Bò lên đi cho chống chỗ cho chú tới rồi. Bò lên đi. Hay là mày lên sao đi. Có không Tùng? Con chuyển xuống đá hậu vậy đi con. Chú lên tiền đạo. Tiền đạo mày giả thì mày chỉ mới là. Tiền đạo bữa nay bị nó cũng tiền đạo mà bữa nay bị ém cầu à. Là ông Tùng không vô cái gì cũng là trời kìa. Ôi con cá rô rồi trời ơi. Cá rô hết biết bự rồi. Rồi hả? Rồi thôi nó quậy. Gì vậy? Ủ ủ đâu đủ mẹ nó ra sông luôn gì không nổi luôn. Đập đập tâm hiệp. Đập ba đòi. Bể đập ba đòi. Chui vô trống luôn kìa, cái bọng dữ vậy. Chui trọng ngủ trọng. Giọng ngủ trọng luôn. Có gô nào nấy dữ vậy trời. Trời con ốc. Hới thần mấy con ốc. Chui chui coi chừng cây củ nghe. Ốc đang ăn ba con khỏi ăn cơm no luôn. Chui chui hồi ra cái củ tôi đâu mất tiêu rồi đi. Để coi. Còn Tùng lôi mấy con cá trong hang ra cỡ nào đó, ăn nguyên bảy cá rô luôn, quất ngay ổ cá rô. Đổi cầu thủ các bạn ơi, cầu thủ kia tay tay ngắn. Xuống á, chạy xuống á, chúng ta rồi chạy xuống qua các bạn. Nhớ vụ đập tung ngồi ngồi cái làm binh đủ quá. Ồ nãy nhắc cái chơi trắng, giờ có chơi trắng quá trời, bắt cá dạ, xong bắt cá luôn. Thở hơi bình thường cũng thở, cũng thở bắt chạy
ổng nói có 5 kg thiệt mà. Bên anh Hoàng nhớ có cái hang đó hả anh Hoàng phải không? Ừ đó đó. Trời ơi, trời ơi nó nằm chổng kìa trời. Đó đó anh Hoàng, anh Hoàng, né coi. Đây đó trời ơi. Đây nè các bạn, các bạn coi cá nè, nó nằm nè, lú đuôi nè. Có lốp luôn. Cái chế, cái cá này chế nằm trong bọc không chạy. Lên, ủa không có bao tay hả? Rồi. Bên ông Hoàng kìa nó làm quá trời luôn kìa. Rồi. Chúng cái ổ cá các bạn. Ô quất. Trời ơi, cá gô lên cho làng. Bên Hoàng nhiều lắm luôn á, cá bự không trời. Hồi nãy ở dưới cái góc này như có hang. Trời ơi, trời ơi, bắt lần một hốt lần nắm trời. Vậy nãy tôi nói cá 5 kg rồi. Khỏe luôn. Ông hốt lần 5 6 con kìa. Cá gô á. Kìa còn đống nữa kìa, ông hốt coi cho coi nè. Bữa nay tới anh Phong lên clip là gì không nè các bạn. Bên anh Hoàng cũng dữ dằn luôn đó. Ở dưới này nãy như có bọng dưới này nè mà không biết có vô trong sâu không. Ồ, cái hàng này có cái chê bự lắm nè mà nó vô sâu sâu quá chung vô không được. Ừ. Chiều cũng nhấp cho nó chạy ra. Nổ bên trong phòng. Trời ơi, cá nó chết sình trên đó. Cá gì? Cá phi nó chết sình trên cái. Cá phi lên trên đó tới chết luôn à. Thủm 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 thủm. Nãy giờ có mùi lạ không biết mùi gì á. Ừ. Trời ơi trời, ổng núp trong đây ổng móc coi kìa cá coi kìa. Thợ này lú được có cái đít ra không vậy ta? Này này có cá chê gì trọng á. Sâu lắm. Tay trái mới được, tay phải khó. Tay bên đây nè. Ôi sao chảy quá trời vô không? Trên miệng chảy xuống. Để giống đi. Nạp cho trống á. Bỏ đi. Bỏ đi. Để bự lắm. Để giống đi. Không được rồi. Trong trời bác có cái hàng không nhiều cá nè các bạn. Cá lóc cá chê bên kia chưa tính nữa. Nha. Hết biết. Ok, quả cái hàng em nhất á, không ai bỏ đi. Trời bác có khúc không. Rồi quá liền. Tới luôn trời. Em chạy cái lỗ đó bắt cho hết lỗ đó luôn nha. Cái hàng một cái sòng cỏ này nè các bạn. Mấy chục ký cá. Trời trời nhật nay không la luôn trời, nhật nó ngồi nó móc có nè. Ê nó chơi dạng nè, nghe chăng coi cái thằng nhỏ. Được không con? Thôi để đi nhật ơi, bỏ đi nhật. Ủa hay ha. Trời ơi nó móc ở đây nãy giờ nhiêu cá nè, cá bóng nữa. Cá gô kìa, con nào nấy rồi kìa. Để bệnh luôn. Kìa cá chê vàng qua đó rồi kìa. Kìa đó đó đó, tay phải đó, ngay mặt kia đó. Đây cá chê vàng nè các bạn. Chết điện từ. Hiềm. Bọng nó có cá nữa đó. Cá bọng là có cá đó. Trời ơi, cái bọng nãy giờ nhiêu đây nè. Kìa còn cái bọng bên tay phải anh lấy nữa kìa. Ô cái lóc. Tới công chuyện rồi. Chơi vàng nữa. Hôm qua đường này chơi vàng dữ dằn. Cái gì á, đây lấy chích chích xuống một cái là dữ dằn luôn á, ém dưới á. Chừng có cá khủng nữa đó. Chơi vàng không luôn hả? Ừ. Rồi vậy nó lấy cây chích chích mới giữ. Bên đây nè nguyên có hang luôn nè. Cá gồ anh Phong. Gồ lên tới này luôn các bạn. Làng trọng. Ô nó nằm nè các bạn ơi. Một con cá chê vàng. Ừ, cái bộ nằm lú đuôi kìa.
Trời ơi cái hang kìa, chẳng dưới được như nó ra. Nãy không lấy vào tay đeo trời. Hang mình nó chắc nhóc hả Nhật? Go bự bự không à? Đây cũng có gô cạnh cạnh, ô có gô cối luôn kìa. Ồ. Ồ có gô nè. Từ cũng gô, cũng gô cá chê kìa. Chê bắt không chua. Trời ơi có lóc luôn. Nhật bên kia hang kia cũng có cá nè. Bên Nhật cũng dưới nè. Trời ơi. Ủa cậu đế kêu mà nè. Anh tôi rời đi bắt cá tre. Áo. Cái vàng. Trời ơi. Nó dính cái cậu đế sọt lên luôn cậu. Trang về, trang về. Cái lỗ này không rồi, cá quá trời cá các bạn. Bên cái ổ con hết rồi hả? Ổ cổ rồi kìa. Lạng, lạng, lạng dưới tỉnh đó. Tiên luôn à. Kìa, lấy cái bình xuống tao bóp phát mẹ cho nó lẹ. Quay quay hỏi lên à. Chuối đó. Đi thẳng luôn rồi đó, đi thẳng tốt trước đó. Tốt trước đó anh bạn. Ủa lên đường nước luôn rồi. Nằm trên đường nước anh bạn. Tốt trên đường nước kìa. Ồ sau lưng con nữa. Chúng ổ qua chạy vàng với cargo rồi các bạn ơi. Nó sau này mới lội con nữa nè, trong sòng nữa. Như răng chỗ Nhật á, nãy con lội tựng 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 đó. Hoàng dính ơi. Gô bự quá. Quá đã luôn các bạn. Này coi bắt cá mê mắt. Ô con gì vậy? Ô chơi vàng nữa. Hai ta hai con luôn. Nó nó trên đó đó. Rồi trời cái lỗ này dữ lắm luôn nè. Thôi chút xíu làm tiếp ông bạn ơi. Nó vô sạc pin nữa quá trời, tự nhiên pin này nó tuột mau quá. Trời ơi bao nhiêu đây nè các bạn. Nó hết biết rồi. Còn dưới đó còn dữ lắm. Còn chơi vàng không ạ? Tiền không? Cái lỗ bên ấy không nhiêu đó đó. Mà chưa hết đâu. Biết, biết bao lâu mới thấy chơi vàng hết trời. Đây sau một buổi thu hoạch cá thì mọi người lên nghỉ ngơi và thưởng thức những cái con cá nãy tận tay bắt các bạn ơi. Còn miền Tây. Cá kho với kho lạc rồi rồi. Đây mời cả nhà cùng ăn cơm với mấy anh em và mà ảnh nhỏ nha. Để ngoài mình mời cái người ta nó mời lơ.
ở đường nghĩa hay là ở ngoài hay ở đường đường bên Tốt gần gần bên nghĩa luôn đó. Bên Tốt trong ngày Tết. Thôi cái này cá cho tôi giữ. Chỗ nghĩa ra chỗ năm ấy đó, nhìn thấy nhà luôn. Trời ơi, quay đứa lên mảng rồi tao mà ở chân không có mày. Cả không sao, mình ở quê mà. Mình ở quê mà. Phải khác chứ. Không coi trước đây giờ ở đâu có 2 rồi ông coi lại nè. Ủa ơi. Chúng tôi có hai giữa, qua 3 rồi đó. Năm rồi ha. Ở quê hồi xưa 6 muối giờ còn có 1 muối rồi các bạn. Ông nãy vô cái lỗ kìa không ống hốt là 5 con 6 con ống hốt cái gù bên cơm có 2 nhưng mà có đói ta nãy sáng mần tới trưa vô dẹp củi dẹp đuốc ngay đường đi á ngày giờ đó là chưa thay đồ mà cơm vậy coi dẹp này kia nó có cái đường nó đi cho chống chảy cơm vậy ôi chị mới rồi nhiều quá. Được nè. Nhớ kèm của bạn nhé. Nhớ rồi nhớ. Nhớ cơm này con. Cơm này nhớ. Cơm này ra chiến tiếp nha. Ôi hên trời nó hoạch ngay chăng thứ bảy chủ nhật luôn cái ghê chứ. Con nhiều đâu móc hàng có tí. Bữa đầu nó ngay đi học bữa nhân buổi thứ 6 nó mới chơi nửa hiệp bắt nhỏ lên. Buồn dễ sợ. Trời ghê. Trời. Anh thấy không Lenin là ngồi để gấp mồi gấp đồ giấy từ thằng về. Lenin đó chuyên gia luôn. Bởi cơm cái gấp cá gấp mắm gì vô ha, gấp da ấm tụng rồi đó. Quay kêu thầy tụng. Cười đó. Giỡn à. Đây sau bữa cơm là mấy anh em sẽ xuống chiến tiếp nha. Nãy mình làm mới có cái đầu khúc đầu thôi chứ còn kêu dữ lắm. Ôi vô luôn anh Út ơi. Hy vọng cả nhà mình xem clip vui vẻ nha. Đón xem nhiều phần tiếp theo của buổi thu hoạch cá nha cả nhà. Dạ bye bye và hẹn gặp lại cả nhà trên kênh Cá Nằm TV trong những clip mới nha cả nhà. Hôm nay mình chiến cùng anh Tư. Hôm nay của tỏi chán thương là không đi được. Lenin thì đi về quê cưới vợ.